mà mây trắng răng răng. Em đến thăm anh vì trời mưa mai nên không kịp về. Bên em anh lặng nhìn bầu trời và anh mắt mộng mơ, sợ người yêu khóc khe khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên tiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng, thiên quốc đang vui một nàng tiên nữ làm rơi lý ngọc ngà tan say, tan say đất trời bèn đọa đài nàng tiên xuống trần gian. Làm người dương thế không biết bao lâu mới được quay về trời. Một chiều mưa bay nhiều và vì thương đời linh thương tiếc sóng phong sương nên dù một hôm thiên sứ trời sai có mây hồng làm xe đưa tiền về. Tiếng nói rồi còn đang sân trời và tin chưa về đâu. Nàng tiên giang trần không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mưa bay. Em đứng bên anh thầm cầu mưa mai cho tiên đừng về. Trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười em nói tiên thân dương gian với chiều mưa thật nhiều. Quý vị và các bạn đang nghe bài hát Huyền Thoại Một Chiều Mưa, sáng tác Nguyễn Vũ. Cười
mới chiều mưa